bây giờ tôi mời mọi người xem qua cái đoạn video clip là cậu Sử ở nhà với lại cái em mà tới đọc kinh á, đến đọc kinh hàng ngày cho anh Vũ Linh đó quý vị, với lại cái bàn thờ ở trên á là đọc 100 ngày á. Thì anh Sử đã làm việc này sàm sỡ với lại cái con bé đọc kinh như thế này thì nó có dẫn chứng rõ ràng chứ người ta đâu có nói dối cho mình đâu quý vị. Và chính miệng các em đó đã lên tiếng, và những người mà cái chị mà nấu ăn ở trong nhà đó thì cũng có cái ý đồ sàm sỡ với người ta. Cho nên mời mọi người xem qua cái đoạn video clip này, may là có ghi hình bằng cái camera ở nhà đó quý vị, chứ nếu không cãi chắc cũng không có lại đâu quý vị. Đây tôi mời mọi người xem là cậu Sử đã làm gì với lại cái em mà đọc kinh ở trong nhà nha quý vị. Tại vì mỗi buổi tối người ta đến người ta đọc kinh, người ta đọc kinh tới 100 ngày mà người ta chỉ làm phước thôi chứ không có lấy tiền quý vị. Thì bé này nè. Đừng nói chuyện. Cho xin 6 phút đừng nói chuyện. Đừng 6 phút đừng nói chuyện. Đang quay cảnh. Tức là trong cái đoạn video clip này đó quý vị, tại vì nó ghi âm lại cái camera cho nên cái lời nó không có rõ lắm. Trong cái câu chuyện này thì giữa cái bé đọc kinh này với lại chú Sử á, là tâm sự nói chuyện với nhau. Là chú Sử nói rằng là chuyện của chú cháu mình nói chuyện với nhau thì bí mật, con đừng có đem lên mạng. Tại vì tình cảm của chú cháu mình người ta không hiểu, người ta sẽ hiểu lầm. Đó, cái vấn đề thứ hai là trước khi về cho chú Sử hôn lên trán con cái. Tại vì trong vòng 7 năm nay rồi chú Sử không có hôn ai hết. Đó, thiện bé này nó nghe nói vậy vậy thôi, để con cho chú Sử hôn lên trán con cái nha. Đó, thì cái cô này là nít mà đâu có biết đâu. Quý vị, trời đó, cơ hôn lên trán thì không để trong vòng 7 năm con cháu thiếu cha gì mà nó không hôn lên trán. Rồi bà này cũng hiền, để con bịch cái khẩu trang, con bịch cái mặt lại để cho chú Sử hôn con lên trán. Thì đứng ngay chỗ trước cửa này quý vị, thì vừa vô cái ông đè ông lôi vô, trời đó coi con ơi là con khờ quá à, chú Sử cũng là đàn ông, trời ơi cái cách nói chuyện qua lại là hiểu rồi đó. 7 năm rồi không có hôn, tức là 7 năm không có đụng chạm gì đó là không có giải quyết được, nó tồn lên tới não rồi đó. Bắt đầu vừa vô kéo vô cái làm từ lừa nhỏ luôn, chú Sử buông con ra, chú Sử buông con ra đi, đừng có làm vậy. Rồi bắt đầu đó là vậy đó quý vị, nó có hẳn hôi đàng hoàng luôn. Thì chính miệng con bé đó nó nói rồi, kèm theo cái camera này nè, ai có nói xấu cho chú Sử đâu. Nhưng cái vấn đề này á là tôi chỉ nhìn nhận tôi nói như thế này, dù sao chú Sử cũng là đàn ông vậy thôi, không có cái tình thương nào mà chú cháu người dân không có liên quan gì hết mà nói là thương con như cháu, thương con như con là không có đâu nha. Mấy bé cẩn thận giùm cô một cái nha. Chú Sử cũng là đàn ông, mà nhất là chú Sử không có vợ, không có gia đình nữa, mà 7 năm nữa. Trời ơi 7 năm là trời nó tồn dữ dội lắm luôn rồi đó. Hên cho con là chú Sử thả ra đó, chứ chú Sử mà không thả ra chắc cũng xong rồi. Nó tồn quá trời quá đất luôn mà, đúng không? Đó thì vì cái này rồi em bùm bùm với lại em Ni nói chuyện với nhau, trả lời với nhau ở trên bình luận. Thì cái bình luận này nó lan tràn ở trên mạng, chú Sử thấy đi. Đó, bắt đầu chú Sử thấy rồi, bắt đầu chú Sử quay qua đòi hâm dọ, đòi giết, đòi chém em Ni từ lưa tà le hết rồi quý vị.
Lúc đó khi mà điện lại là không còn chị Ni nữa, mà là toàn là con đờ y ngã ni không hả quý vị. Con đờ y ngã ni, rồi con lờ, con xạo lờ gì từ luôn hết, chửi quá trời luôn. Chú Sử chửi vậy đó, mà cái miệng hổn quá trời quá đất luôn vậy đó quý vị. Cái này là chửi quá tôi không có chia sẻ được. Đó, vì vấn đề như vậy đó nó mới xảy ra. Ví dụ như chú Sử có thật sự mà có sàm sỡ hay là ý đồ dê mấy cái bà kia thì chuyện nó cũng bình thường, đàn ông mà có gì đâu mà lên phải hăm dọa người ta quá trời quá đất, đúng không quý vị? Rồi sau khi mà cái clip của em đi đăng lên đó quý vị, thì ở dưới em Linh Tý vô nói như vậy: chú Sử sợ bị xử nên chú Sử đang hành xử rồi chú tự xử. Thằng quỷ. Chú đang hành xử và chú tự xử luôn. Trời ơi, thiệt tình á, cái này phải nói rằng là tại vì á, không có vợ mà đàn ông mà nhậu nhẹt nè, rồi hút thuốc nè, nói chứ thì dù là đàn ông nó cũng phải có cái nhu cầu đó quý vị. Mà thật sự đàn ông có nhu cầu rất là cao, mà trong vòng bao nhiêu năm mà không đụng vô phụ nữ thì biểu làm sao. Mà con cứ tới tâm sự nói với chú Sử, rồi an ủi với chú Sử đó, rồi xong rồi thì cái chuyện mà nam nữ mà đâu có dòng họ máu mủ gì đâu, thì người ta hung cái thôi, rồi tiếp đó người ta muốn hung cái nữa, rồi tiếp đó người ta muốn mờ người ta rờ gì đó, con không chịu thôi chứ làm gì dữ vậy, đúng không quý vị? Đèn đẻ ơi, chuyện này bình thường chú Sử ơi, cái chuyện này bình thường lắm, không có gì đâu mà phải mắc cỡ. Mình đàn ông mà người ta nói vậy cũng đúng, tại nếu như mà mình không có sàm sỡ, mình không có gì đó mới sợ là tại vì nó liệt rồi, còn chức năng đó là cũng là ok rồi, chứ mắc mới gì hăm dọa chửi ni quá trời quá đất luôn vậy đó quý vị.